Hi, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với cái tựa game đó chính là Thế giới tí hon. Wow, và bây giờ thì HNT sẽ đi làm một cái nhiệm vụ vô cùng là cao cả luôn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi xây lại cái hồ bơi nha các bạn. Đây là cái hồ bơi của mình. Wow, chúng ta sẽ chăm chút cái nhan sắc cho cái hồ bơi này một chút xíu, để cho nó có đủ chỗ mà khi mà mình rơi từ một cái độ cao 50.000m xuống thì mình vẫn còn sống và có thể chơi cho vui. Chứ nhiều lần mình đã nhảy từ cái độ cao trên đó xuống đây và mình không còn thấy cái bản mặt mày mình nằm đâu nữa. Nó chìm đâu mất tiêu banh xác luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tranh thủ nha. Đây, đào tóc hành luôn. Cái này là cái gì mà cứng vậy? Cái này là xi măng hả các bạn? Wow, dưới biển có xi măng. Ôi trời ơi, rất là tuyệt vời luôn. Xi măng này không biết làm được cái gì nhỉ? Có anh em nào biết thì comment chia sẻ HNT với nha. Em bị ngộp nước hả? Căng dữ vậy. Bây giờ có cái vụ gì mà em bị ngộp nước nữa. Đây, chúng ta tranh thủ làm cho cái chỗ này, cái hố của chúng ta nó sâu một chút xíu. Cái sâu một chút xíu thôi chứ cũng không cần phải sâu lắm đâu. Wow, lắp mà lại mấy cái lỗ mà không đẹp coi nè. Đây, ở đây là tầm khoảng hai cục nha các bạn. Ở đây là tầm khoảng 2 cục rồi. Cách mặt nước. Ngóc lên, ngóc lên. Cái này nó hơi căng một chút xíu. Căng một chút xíu thôi chứ không căng nhiều lắm đâu. Đây, rồi sau đó HNT sẽ test thử là mình nhảy từ ở trên đó xuống coi coi chúng ta có bị chết hay không. Rồi bây giờ đi thử nha. Đây, bà con cô bác ơi, chúng ta sẽ cùng nhau đi leo lên trên cao và nhảy xuống xem cái hồ này có chịu được áp lực không. Action, leo lên nào. Wow, có một thành viên lão đại đang leo trước luôn kìa. Lên lên luôn em ơi. Ok, xin chào ngào Việt Nam. Bạn ấy đã đi vào rồi kìa. Ôi trời ơi, bạn này leo chậm quá. HNT leo đụng đít bạn này té xuống rồi kìa. Cái này căng quá cơ. Leo nhanh lên em ơi. Đúng rồi. Yeah, hiện tại là đang ở một cái độ cao rất là cao luôn. Ôi trời ơi. Ôi sao bạn đó nằm ngủ rồi. Tới đâu bạn đó nằm ngủ rồi chứ. Rồi các bạn ơi, cái hồ của mình đây. Đâu rồi, cái hồ yêu dấu đâu rồi? Nó ngó rồi coi. Không phải, đây là cái hồ nằm mé đây nha. Wow, cái hồ có chút xíu à. Và khi mà nhảy là chúng ta cần phải né cái thanh ở dưới ra nha, để mất công mà mình nhảy là thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử test độ sâu của hồ. 2, 3, yeah. Ây cha, chết tươi nữa rồi. Cái hồ này chưa đủ độ sâu. Sao chết queo rồi. Oh my god, vậy là cái hồ này mình phải đào xuống một lớp nữa các bạn ơi. Thiệt là quá là khăn khó đi. Muốn làm một cái hồ bơi cho anh em bơi thôi nhưng mà quá là khó khăn luôn nha. Rồi, tranh thủ luôn nè, mình sẽ đào sâu thêm 1 cục nữa. Và thì mình sẽ đi test lại để xem coi đó là chưa chết hả, lão đại còn sống. Ai tê chết gắt rồi. Đây, chúng ta phải làm sao mà nhảy từ trên cao xuống mà mình không có mất máu mới được. Cố lên nào. Cái hồ này mình sẽ cho rất là nhiều bạn đi gọi là đến đây để tập bơi hay gọi là nhảy cầu. Khá vậy. Cho bà con cô bác đi nhảy cầu rồi cho nó vui chứ. Mấy con cá đi chỗ khác, chó anh đang say mà. Mấy đứa vào đây là chết tươi đó. Wow, rất là tuyệt vời luôn. Ok. Rồi, chúng ta sẽ cố gắng xây cho hoàn thành cái hồ bơi này nha. Wow. Và vào 11 giờ 30 phút trưa mỗi ngày thì cái series về Mini World này sẽ được up, và anh em nhớ xem ủng hộ nha. Đây. Ôi trời ơi. Máu bị tụt từ từ bà con ơi. Rồi, để xem coi cái này của mình nó như thế nào rồi. Đổ lên nào, gần xong cái hồ bơi rồi. À, sau khi xây cái hồ này xong chúng ta sẽ kiếm chuyện khác làm. Wow, như đây không biết đó là nhảy trên kia xuống đủ để sinh tồn chưa. Trời ơi, này giống như là mình làm một cái biển à. Tốc độ cái gì chứ tốc độ là một cái vô cùng phải là quan trọng mới được. Xây mà chậm chậm là người ta dỗi chết. Tốc độ nhưng mà phải đạt được cái mục đích. Mục đích của mình này, cái mục nằm dưới đích người ta gọi là mục đích luôn á. Hết máu, hết oxy. Wow. Ây cha, đi bơi lội cái quan trọng nhất đó là các bạn phải gọi là biết bơi. Chứ đi bơi mà không có biết bơi là rất là dễ bị chết đuối luôn. Giữ gìn bình tĩnh nào. Ok, mình sẽ đào những cái mà ở gần mình có thể đào trước được. Ấy chết rồi, phá cây luôn hả? Đây là cây hướng dương của mình nè. Ấy chết rồi, cái này cũng gần xong rồi, chắc mình lụi lẹ đi. Đây. Tốc độ. Rồi, xong rồi. Yeah. 1, 2, 3, 4. Ok, hiện tại đang có rất là nhiều thành viên đang chơi với mình luôn. Giờ mình còn chưa biết mấy bạn đó là đâu rồi. Lão Đại, Ngà Việt Nam và các bạn Thông. Rồi, xem nào. Rồi, đi test thử đội sau nào anh em ơi. Leo lên cao và nhảy xuống nào. Đâu rồi, chuẩn bị leo lên cao và nhảy xuống xem coi cái hồ bơi này có bị chết đuối không. Đây. Đó. Lên. Lên nào anh em ơi. Wow, ấy cái gì vậy? Leo cầu thang mà cũng bị té đó hả? Ồ, leo cẩn thận xíu mấy anh em ơi. Hổ nào, thôi ơi té nữa rồi. Lão Đại bị té sấp mặt rồi. Ô, Ngà Việt Nam cũng bị rớt xuống luôn rồi. Cây ấy mình né ra, anh leo lên trên nè. Mấy em leo lầu quá. Đâu rồi? Đây đó, cái gì vậy? Đây. Người ta leo lên trên nè. Leo cầu thang mà leo cũng không xong nữa. Đây, cẩn thận nào. Thang mà trên đây nó có cái gì nữa nè. Yeah, lên tới rồi nè, thấy chưa? Thấy anh ta leo một phát một luôn là tới chỗ luôn rồi, thấy chưa? Ok. Trời đang dần về chiều. Đây ông mặt trời nằm ở đây. Wow, ông mặt trời đang nằm chà bá ở đó luôn hả? Và bây giờ chuẩn bị mém nữa, nhảy lộn chỗ rồi. Bé Ngài Việt Nam bị té rồi kìa. Chết chưa? Em chết chưa? Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị tinh thần nhảy nào. 2, 3. Mình cũng sợ rồi, cao lắm á. Ây cha, chết. Cái gì vậy? Sao nhảy xuống chết hoài vậy? Kỳ vậy? Vì sao tôi chết? Anh nhảy dở, nhảy mà cũng có nhảy dở nữa hả? Thì nhảy cắm mặt xuống thôi. Sao kỳ vậy ta? Mình đào 3 cục luôn á mà vẫn chết. Hu hu. Ok và các bạn ơi, ai mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì cho mình một subscribe nha. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên nha mọi người. Để anh ta ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận thông báo vào chơi mình cho vui. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha.